Xin chào mọi người, mình là Việt Nhi. Hiện nay thì mình đang là huấn luyện viên yoga. Hôm nay Nhi sẽ chia sẻ với mọi người một số các cái kinh nghiệm nho nhỏ của Nhi trong việc làm sao để chúng ta hiểu cái cấu trúc giải phẫu cái cổ tay của mình, để chúng ta bớt đi cái rủi ro đau cổ tay hoặc là chấn thương cổ tay. Có rất là nhiều lý do dẫn đến việc tập yoga và bị đau ở cái khu vực tay, trong đó chưa cái hiểu rõ cái cấu trúc cái cổ tay của mình, để mà chúng ta đặt cái bàn tay xuống cái mặt sàn sao cho phù hợp là một trong những lý do làm cho chúng ta bị đau. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì đây là cái mô hình xương cánh tay ha, đây là mô hình xương cánh tay. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây có cái xương trụ và xương quay tay ha. Mình tạm gọi đây là cái phần nhóm A ha. Và mình tạm gọi cái xương của cái bàn tay mình thì mình tạm gọi đó là nhóm B, bàn tay ha. Rồi, khi mà chúng ta ngửa cái bàn tay lên như vậy trong những cái tư thế chống tay xuống sàn, thì có phải là cái tay của mình sẽ như thế này không? Đây, nó sẽ như thế này. Thì khi mà chúng ta ngửa cái bàn tay lên như vậy, cái bờ xương của nhóm A và cái bờ xương của cái nhóm B, tức là cái góc này này, cái đường này nè, mà nó đụng nhau rồi thì hai xương này không thể di chuyển được nữa. Tức là bạn không có đẩy cái xương cánh tay cái phần A này nè, nó không có đẩy tới phía trước được nữa. Đó, nó không có. Nhưng mà khi chúng ta có nhiều động tác, chúng ta ví dụ như trong tư thế cá sấu đi, chúng ta khi mà chúng ta hạ xuống, chúng ta rất là dễ đẩy cái cánh tay này của mình, đẩy cái nhóm A tới phía trước, thì vô tình nó sẽ tạo nên cái sự chèn ép khi mà hai cái bờ xương của nhóm A và nhóm B nó đã đụng nhau. Cho nên việc tìm ra cái biên độ, tức là cái góc nào của tay chúng ta thì hai cái bờ xương này đụng nhau, nó sẽ quyết định rất là lớn tới cái cách mà chúng ta, cái góc độ mà chúng ta đặt cái bàn tay của chúng ta xuống sàn. Bây giờ thì Vi sẽ mời các bạn nhìn một số các cái hình ảnh và các cái video clip thực tế, để chúng ta thấy là cơ thể chúng ta mỗi người mỗi khác, và việc mà chúng ta hiểu cái cấu trúc cổ tay của mình nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều trong các cái tư thế chống tay xuống sàn. Bây giờ thì Nhi sẽ chia sẻ với mọi người bốn con người thực tế có bốn cái kiểu tay khác nhau ha. Đây là bạn Mai Linh và bên phải là Nhi. Và sau đó là bạn Ngọc Hân và anh John. Thì chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là bạn Linh á, bạn ấy có thể đẩy cái tay của bạn ấy về phía trước. Mà trong cái tư thế này thì bạn ấy vẫn đang cảm thấy khá là dễ chịu. Còn của Nhi thì khi mà Nhi đẩy tay tới phía trước ngang đây á, là cái xương bờ A, mình tạm gọi là bờ A ha, và cái bờ B, tức là cái xương cánh tay, cái nhóm dưới này, hai cái chỗ này nó đụng nhau rồi, cho nên là Nhi chỉ đẩy được tới ngang đây thôi. Tức là Nhi chỉ vượt qua cái vai, mình chỉ vượt qua cái cổ tay được ngang đây thôi. Rồi ở dưới thì chúng ta sẽ thấy có bạn Ngọc Hân và của anh John. Thì khi mà bạn Ngọc Hân, bạn ấy chống 90 độ như vậy thì cảm giác bạn ấy là hơi đau. Và khi mà bạn ấy giữ khoảng 10 giây thì bạn ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bạn Hân nếu mà để bạn ấy cảm thấy dễ chịu thì cái tay bạn ấy nó phải lùi ra khoảng thêm 15 độ nữa thì bạn ấy mới cảm thấy dễ chịu. Còn bên phải là anh John ha. Thì khi mà anh ấy chống 90 độ như vậy thì anh ấy đang là một cái sự rất là nỗ lực. Vì cái tay của anh ấy phải lùi ra tới khoảng 30 độ nữa thì mới cảm thấy dễ chịu. Tức là hai xương nó chỉ vừa đụng nhau thôi chứ nó chưa có đủ gây áp lực. Thì chúng ta sẽ thấy có bốn con người khác nhau với bốn cái kiểu cấu trúc giải phẫu cổ tay khác nhau. Và điều này nó cũng ảnh hưởng đến cái cách mà chúng ta tập luyện, cách mà chúng ta sẽ thực hiện những cái tư thế, đặc biệt là trong những tư thế thăng bằng bằng tay. Và đây là bẩm sinh, chứ việc tập yoga không có thể nào thay đổi cái cấu trúc giải phẫu cổ tay của mình được. Đây ha, chúng ta sẽ thấy bạn Linh và anh John, hai cảm giác khác nhau ha.
Ở đây thì mình đưa thêm một cái hình cho mọi người nhìn rõ hơn. Đây là cánh tay và đây là cái điểm nối, cái khớp cổ tay của mình. Và đây là bàn tay. Khi mà cái này đụng nhau rồi thì cái cánh tay phía trên nó không thể đẩy tới phía trước được nữa. Và nếu mà cố tình đẩy tới thì có thể chúng ta cũng làm được. Tuy nhiên chúng ta sẽ gây cái áp lực rất là lớn lên cổ tay và chúng ta sẽ rất là dễ bị chấn thương. Tại vì khớp cổ tay là một trong những cái khớp yếu của cơ thể ha. Đây là minh họa video clip trong tư thế tấm ván, cây thước thẳng. Bạn Mai Linh, bạn ấy đẩy cái vai tới phía trước thì bạn ấy vẫn tiến tới được. Trong khi ở dưới là bạn Ngọc Hân, bạn có cố gắng đẩy tay tới phía trước nhưng mà vì cái biên độ khớp cổ tay của bạn ấy đã đạt đến cái mức tối đa rồi ở trong cái động tác phải ngửa cái tay lên như vậy thì bạn ấy không thể đẩy tới được nữa. Do đó ví dụ như chúng ta phải tập những tư thế ví dụ như là con quạ đi, hoặc là tư thế cá sấu, Chaturanga thì khi mà tập thì bạn Linh á, bạn ấy sẽ có lợi thế lúc ban đầu hơn là bạn ấy ít gặp cái cảm giác đau hơn là bạn Hân. Bạn Hân thì khi bạn tập những tư thế này, nếu mà bạn không có hiểu được cái cấu trúc cổ tay của mình thì bạn ấy sẽ bị đau. Về giải pháp á, thì với những bạn có cái cấu trúc cổ tay mà cái khớp cổ tay khi mà xương của cái nhóm A ở trên và cái bàn tay nhóm B ở dưới mà đụng nhau sớm thì chúng ta sẽ lùi cái cánh tay dưới của mình ra, mở một cái góc lớn hơn là 90 độ để mà chúng ta làm giảm cái áp lực. Làm giảm cái áp lực của cái xương nhóm A đè lên cái nhóm B. Thì ở trong cái góc này thì cái cổ tay nó không có bị tổn thương. Ngoài ra, dĩ nhiên là trong từng tư thế thì nó có những cái kỹ thuật riêng, ví dụ như phải dùng cơ lõi, phải dùng các cái nhóm cơ hai bên sườn, rồi bắp tay, rồi mông đùi. Ở đây thì mình chỉ nói đến cái phần là cổ tay thôi ha. Nếu như bạn Hân mà bạn cứ cố gắng bạn ấy đưa cái cổ tay cộng với cùi chỏ với các bạn cái vai của bạn ấy là một đường thẳng thì bạn ấy sẽ không thể nào giữ tư thế cây thước thẳng này lâu được. Còn những bạn giống như là bạn Mai Linh, tức là cái cổ tay tương đối là bình thường, phổ biến, thì bạn có thể chống vai, cùi chỏ và cổ tay ở trên một đường thẳng. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi đến giờ phút này. Hy vọng là những kiến thức này sẽ giúp cho việc tập luyện của các anh chị hiệu quả, giảm bớt các cái rủi ro chấn thương và enjoy hơn cái hành trình tập yoga của mình. Rất là mong nhận được những thắc mắc hoặc là những câu hỏi, những góp ý của các anh chị. Nếu như mà cảm thấy có ích thì các anh chị có thể theo dõi page Facebook hoặc là YouTube để mà Nhi có thể có động lực hơn để mà làm những đoạn video clip gửi đến cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.